Ok. Xin chào các bạn, hôm nay thì mình muốn giới thiệu với các bạn chiếc TV mình mới sắm trước Tết. Và đây là chiếc TV Sony 55X7000G. Thì mình giới thiệu sơ một chút, đây là chiếc TV 55X của Sony. Về công nghệ, về thông số các bạn phải lên trên mạng để search, bởi vì cái đấy mình sẽ không chia sẻ ở đây. Nó khá chung chung, mình không thấy có cái gì đặc biệt nổi bật trong cái thông số của nó cả. Và đây là một chiếc TV chạy hệ điều hành là Linux. Nó không phải Android, có nhiều hãng có thể chạy quét OS, nhưng mà cơ bản nó sẽ có nhiều ứng dụng sẵn cho mình rồi, chẳng hạn như là Netflix này, Premiere này, YouTube phim cộng kit này, FPT Play này, rồi thì nhạc của tôi clip.vn, TV Zing và trình duyệt web, các cái phần gọi là làm khung ảnh, rồi thì chia sẻ hình ảnh trực tiếp từ điện thoại lên trên TV, đủ công dụng cả. Lý do mình chọn mua con TV này ấy, thì là nó vừa tiền, hồi đấy mình mua 13 triệu trả góp nữa, vừa tiền vừa túi tiền của mình. Thứ hai là có một cái vấn đề là trên dòng đời TV này con là nó chạy Android, tức là 55X8000G gì đó, nó chạy Android và nó chạy con này 5 triệu. Tại sao mình không mua Android? Bởi vì là Android thì cũng chỉ bằng ngày ứng dụng thôi, mình không thể cài thêm được cái gì cả. Thực tế là cái vấn đề cài thêm ấy, nó không hiệu quả, hẳn như cài thêm game. Thì đâu có chơi game trên TV đâu, mấy cái game đấy yêu cầu cấu hình rất cao. Trong khi cái cấu hình của TV Android là chỉ rơi khoảng 2GB. 2GB là một con số rất khó có thể chơi được game. Cho nên mình không chọn Android, bởi vì là cũng bằng này ứng dụng, cũng chẳng có gì thêm mới cả. 5 triệu, một tiền chênh lệch khá lớn. Qua có thể mua hẳn con 65 inch, với mức giá là 10, con này mình mua 13 triệu thì các bạn mua con 65 inch với giá là 18-19 triệu. Hoặc còn Android chạy Android. Với mình thì mình không khuyến khích mua Android, bởi vì mình có thể 5 triệu đấy mình có thể mua toàn loại con thế giới này là được giảm 30% từ 7,5 triệu còn 4,5 triệu. Cho nên là các bạn buộc phải mua loa, nên mua thêm loa. Nếu muốn chơi hơn nữa, 5 triệu đấy các bạn có thể mua một con PS4 lướt hoặc Slim, bây giờ nó khoảng 5 triệu mới hãng luôn. Còn một con 4 Pro PS4, một con PS4 Pro 4K nó có giá khoảng 7 triệu thôi. Các bạn giải trí tha hồ, chơi game tha hồ. Trong khi chơi 5 triệu mua Android, các bạn vẫn chỉ còn là ứng dụng và không dùng thêm được. Cho nên là mình có một lời khuyên nhẹ như thế. Đó là lý do mình cho mua con này mà không phải là mua con có chạy Android. Còn về trải nghiệm sử dụng thì mình thấy là thứ nhất là cái DVB-T2 là cái chuẩn truyền hình của Việt Nam. Mình chỉ cần dùng một con anten như này là có thể bắt được rồi. Nhưng mình không hiểu tại sao con TV cũ của mình ấy, đời tắm ánh rồi, nó cũng chuẩn DVB-T2, nó bắt được bằng con anten này. Giải mã được nhá, nhưng đây không giải mã được, các bạn nhìn này. DVB-T2 chỉ xem được những cái truyền hình phổ thông như V1, V2, V3 nhá. Nhưng mà các bạn nhìn này, ví dụ mình chọn V3, VTV1 là không xem được, trong khi con TV cũ của mình lại xem được. Mình chưa hiểu tại sao lại không dám mã hóa được. Cái phần mềm hay gì lúc mua các bạn hỏi, thường hỏi mình, vì mình vì thực tế là mình toàn xem bằng clip.vn thôi. Mình toàn xem phim trên này thôi. Nó mượt, nó chẳng có vấn đề gì cả. Thứ hai là về các ứng dụng ở đây thì mình cắm thẳng dây mạng, chứ là nếu mạng ổn định xem cũng sẽ ổn định. Hàng xóm nó hô vào, nó cũng sau mình cũng thấy nó vào. Mình có thể kiểm toán power vãi. Thì cái trải nghiệm xem dùng ứng dụng của mình ấy, thì mình thấy rằng là tác dụng đây là khá là đầy đủ. Ngoài ra khi mua TV Sony mình được tặng 1 năm phim cộng và 1 năm clip.vn nữa. Thực ra thì TV nào được tặng thôi, vì cái này họ hợp tác với bên khác mà. Tuy nhiên những gói là gói cơ bản tiêu chuẩn. Mình đã xem phim cộng rồi, mình thấy rằng chỉ có phim cũ, những phim từ khoảng 2015 đổ về trước ấy, chứ còn từ 2015 đổ về đây ấy, hầu hết là phải nâng cấp của phim VIP. Clip.vn thì mình dùng để xem truyền hình rất là nhiều, bởi vì nó khá là ok, không vấn đề gì. Đấy, mình xem YouTube rất nhiều trên này. Đấy, và một cái ứng dụng cực kỳ yêu thích đó là Netflix. Xem cực kỳ, trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời luôn. Nếu như hết một năm phim cộng và clip TV này thì mình sẽ không mua ra hạn tiếp đâu, bởi vì mình sẽ mua cái Netflix này. Bởi vì phim cộng nó còn phim cũ, thực ra các bạn nếu bạn chưa xem phim cũ thì các bạn phải xem hạ phim cộng clip VN hết cũng được. Nhưng thực ra cái trải nghiệm xem phim của thằng phim cộng và clip TV nó hơi chậm. Mình thấy là mình power phát, mà hôm nào mà mình đang xem phim mà mình power, mình đi vệ sinh phát là vào cái đơn máy
thì khả năng là do TV chứ không phải do phần mềm, nhưng rõ ràng là cái phần mềm này không tối ưu cho TV lắm. Trong khi Netflix này này trải nghiệm xem phim cực kỳ tuyệt vời, mình có thể pause play các thứ thoải mái. Và con TV này thì có một cái vấn đề mình khá khó chịu ngoài vấn đề DVB-T2 ra, đó là về cái hoạt động của nó thi thoảng lag. Như vừa rồi trước khi bật clip này mình cũng đã bị đơ, bởi vì là lúc mình đi mình hôm qua mình xem phim xong bấm tắt luôn, nó đúng ra là mình phải thoát bấm nút return này, thoát hẳn ra ngoài, ok xong bây giờ tắt TV thì lúc bật lên nó không đơ. Nhưng hôm qua mình đang xem mình vẫn phụt thoát, thế là các cái lại là bật lên nó đơ rồi, hơi quá chịu vậy. Còn về dàn loa này của mình thì các bạn tưởng tượng này, âm TV dù họ quảng cáo âm thanh là gì chăng nữa cũng không là gì cả, nên mua loa, bởi vì đó là cái loa này là một cái trải nghiệm âm thanh vô cùng tuyệt vời. Các bạn nghe thử loa một lần thôi, không bao giờ các bạn nghe loa TV nữa. Nhà mình là loa này luôn luôn thường trực bật, bật TV lúc nào là loa đấy. Và tổng hợp lại, đây là con TV đáng mua tầm tiền, các bạn đủ ứng dụng để dùng, đủ kích thước lớn để xem phim phê trong khoảng cách 2m, tiền dư có thể mua PS4, mua loa, đừng để ý các công nghệ khác. Nếu có nhiều tiền hơn hãy mua TV OLED. Còn TV như này, con này là phù hợp. Trải nghiệm của nó, nhược điểm ở đây là trải nghiệm của nó khá là kém, hơi lag, hơi giật nếu dùng không đúng cách. Rồi, đó là toàn bộ những cái chia sẻ của mình. Xin chào tất cả các bạn.